Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không lạnh lùng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng hay cỏ mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thử biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời dầu mỡ và có cả một hũ gạo hạt to.
nữa. Và giữa lúc chuột đang ra sức ăn và gặm nhấm hạ hê các đồ ăn, thì đột nhiên từ xa vọng lại một âm thanh khiến tất cả run rẩy sợ hãi. Đó là tiếng kêu của một con mèo rất lớn. Quá khiếp đảm, lũ chuột đã tháo chạy từ phía để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng mèo không có ý định nhường tay, nó quyết truy đuổi đến cùng. Và cuối cùng hai con chuột nhắc vì không kịp chạy thoát thân nên bị mèo vồ. Lại đúng lúc đó, con mèo định đưa con chuột lên miệng để ăn tươi nuốt sống, thì bất ngờ tiếng chó sủa ầm ĩ gớm ghiếc vang lên không dứt. Con mèo thất thần rồi vội vã tháo chạy. Mèo đi rồi, thủ lĩnh chuột nhà mới ung dung từ trong thùng rác đi ra và nói: ta đã sớm nhắc nhở các con rồi, học thêm một ngôn ngữ nữa thì có lợi. Nhờ việc này mà ta vừa cứu được mạng hai đứa con đấy. Kính thưa cộng đoàn, ắt hẳn tiếng kêu chó sủa đó chúng ta đã đoán được là tiếng của ai. Tiếng đó không phải là tiếng của con chó sủa thật, nhưng mà là tiếng kêu giả của con chuột thủ lĩnh. Câu chuyện đúng như tựa đề, biết thêm một kỹ năng có thêm một con đường. Con chuột thủ lĩnh đã học hỏi được tiếng chó sủa và giả tiếng chó sủa lúc đó để cứu hai con chuột nhặt. Và như vậy không ngừng học tập thì cũng sẽ đem lại nhiều thành công trong cuộc đời. Và lời Chúa hôm nay, ngày đầu năm mới, còn mời gọi chúng ta không chỉ không ngừng học tập, không chỉ không ngừng trau dồi bản thân, mà còn một điều rất quan trọng nữa, đó là cần có ơn Chúa và hãy ký thác đường đời cho Chúa. Bởi vì con người sinh ra ở đời không chỉ cậy dựa vào sức của mình, nhưng còn cần đến ơn Chúa và cần ký thác vào tình Chúa, vào sự ban phòng của Chúa, như trong bài đạo ca chúng ta vừa cùng nhau cất lên. Do đó những ngày đầu xuân, ngoài việc người ta còn chúc nhau đó là phúc lộc thọ phú quý khang ninh, đa tận đa tôn đa phú quý, thăng quan tiến chức, buôn may bán đắp, nhất bán vạn lợi, một vốn bốn lợi, mà còn phải tín thác vào lòng thương xót của Chúa và vào sự quan phòng của Chúa. Do đó lời Chúa hôm nay càng tha thiết mời gọi chúng ta rằng Chúa sẽ chúc lành cho con người khi những ai tìm kiếm Chúa làm gia nghiệp, là công đức của con người. Các con chớ ai nấy về ngày mai. Quả vậy, Chúa luôn muốn mọi người nghĩ đến công đức của cuộc đời của mình. Tương lai mỗi người đều nằm trong quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Những lo lắng, bận rộn, tất bật làm việc để tích lũy là điều tốt và là điều cần thiết. Nhưng cũng nên nhớ một điều, nếu như Chúa chẳng xây nhà, thờ nề vất vả cũng là của con. Hãy làm tốt bao nhiêu có thể những bổn phận và trách nhiệm của mình, phần còn lại hãy phó thác trong tay quan phòng của Thiên Chúa, Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại. Con xin được phép quay trở lại với những con chuột đã nêu ở đầu bài chia sẻ. Nếu ta bỏ qua những tính xấu đã phá hoại của loài chuột, thì chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa và càng xác tín thêm vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì loài chuột cũng có nhiều lợi ích trong cuộc sống. Trước hết, phải nói lợi ích ở trong khoa học. Chuột dùng cho việc nghiên cứu để chữa bệnh cho con người. Một số bệnh lý được tái lập trên chuột để đem ra những kết quả xét nghiệm. Thứ hai, chuột trong văn học và hội họa, hình ảnh chuột đã xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là trong các thành ngữ ca dao tục ngữ, như là chuột chú trên khỉ rằng ngôi, khỉ mới trả lời cả họ
và hình ảnh chùa Vĩnh Phi còn là đề tài ưa thích của các nhà họa sĩ, nhà thiết kế truyện tranh. Và ở Việt Nam chúng ta, bức tranh phổ biến nhất nhiều người vẫn còn thích thú đó là bức tranh về đám cưới chùa ở Việt Nam, mang thật đậm đà bản sắc dân tộc và vẫn sống mãi qua thời gian. Và thứ ba là chùa trong đời sống công nghệ 4.0 thời nay. Như chúng ta biết, chùa là tên gọi của một trong những bộ phận quan trọng của chiếc máy tính. Người ta thường nói có cả thế giới qua một cái rê chuột hay một vài click chuột.